Ê, muốn cái gì vậy? Hả? Muốn nói gì? Ừ? Muốn nói cái gì? Cậu muốn nói cái gì? Cậu muốn đi tiểu á chứ bộ? Trời ơi! Muốn đi tiểu á? Muốn đi tiểu mà còn mắc cái đuôi con á chứ bộ? Muốn đi tiểu á con ha? Đi! Go! 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 Con hư quá ha! Không! Không! Muốn đi tiểu quá chứ muốn đi tiểu quá coi chừng quắt cái đuôi của nó mừng quá mừng cái trời ơi sao sao đi không nóng quá mà muốn đi tiểu quá chứ không cho đi rồi để đi hen nghiệp quá từ từ không cho mở ra đâu không mở ra từ từ coi cái mắc lắm á chứ mắc lắm á chứ mắc lắm á bà sao còn chồng con hoài á mắc lắm á tôi cột có chút xíu à được à tôi cột có chút xíu mắc lắm á sao bộ cho con đi trời ơi chui 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 đi ăn no cái bụng đâu có chui lọt đâu ăn no cái bụng con chui không có lọt sư phụ ơi mắc quá đại anh đã lo đi 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 đá bậy đi 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 mắc quá sao bộ kêu con quay đại đại công đuôi luôn cứ đại công đuôi luôn chứ bộ ai đi đi con đại công đuôi luôn mắc cười không quý vị mắc cười không quý vị hôm qua trời mưa cho nên sáng nay đỡ không có tưới nè rồi trưa nay trời mưa nữa mọi người ơi bắt đầu ớt tôi nó ra hoa rồi nè. Thấy ghê thương không? Mấy ông ớt ra hoa rồi. Đó. Ớt tôi nay đã ra hoa rồi. Đấy chưa các bà con. Vậy đi xe gì? Vậy đi gì đó? Cái bài hát gì đó? Vậy đi em vàng mướp ra hoa gì đó. Sao con đi đây xe xe đi đi chạy là kiếm sư phụ làm gì tưởng nó tưởng tôi nói gì đó ô hoa sen trời ơi mọc thêm hoa sen quý vị ơi ngủ đêm sáng ngày sen mọc thêm đã quá rồi mọc thêm cái nữa rồi kìa thấy chưa thêm một cái hoa sen nữa nè đó chưa đẹp chưa này cái này thì tàn rồi đẹp lắm quý vị ơi ráng một hai bữa nữa nó nở cho quý vị coi nghe đó. Nãy chuối sao nó nghiêng ngửa thế này vậy nãy chuối cây táo nè ô cây táo có trái đã chưa cây táo tàu tôi lại có trái rồi mọi người ơi đậu rồi nè giờ là nó đậu rồi đã quá cái gì cũng vậy mình cứ làm có công thì có quả thấy không có công thì có hỏa thấy không ô cái táo tôi có trái rồi nè mọi người ơi cứ có công đi rồi có quả thôi cái gì không có cái siêng năng nhưng mà năm nay cái dưa leo tôi nó trời đất kia nè nó coi đó bây giờ này nó còn vậy đó mọi người thấy chưa mọi ơi năm nay nè nó có trái luôn rồi nè đó có trái rồi đó thấy chưa nó không chịu bò nè thấy chưa quế với mồng tơi đó bà con thấy không thấy không thiên tài xiên không chuẩn bị tuần sau là cắt quế được rồi cắt cho nó nhảy lên nữa thấy chưa thấy đã không
cái quế mình trồng nó thơm. Thấy chưa? Thấy không? Khổ qua. Khổ qua vậy là năm nay nó vậy đó, tưới gần chết luôn mà nó vậy đó, bây giờ coi đó. Ở phía trước nhà nè, thấy chưa, xanh um thấy không, cũng bắt đầu ra hoa rồi đó. Thôi trời cho gì hưởng cái đó đi, năm nay bực mình quá, năm nay trồng trần thân đó quý vị à. Năm nay trồng trần ai khoai củ đó. Chim, chim bay, dậy đi em, dậy ra xem cái ớt trổ hoa. À, cái đậu bắp tôi nè, trời nó ba lớn rồi, nó có trái nè, ông nội ơi. Sao con, đi xong chưa, đi xong chưa hả? Hả cậu bé, cô bé. Mắc ghét không? Mắc ghét không? Cục đuôi. Cục đuôi. Tại sao sư phụ kêu con cục đuôi? Nghe không? Nó ăn mập rồi, nó không ăn nữa đâu. Ăn chua cái khung này không lọt rồi. Ăn chua cái khung này không lọt rồi. Thấy không? Xong chưa? Tiểu tiểu xong chưa? Đại tiện tiểu tiện xong chưa? Hả? Chị. Xong chưa? Rồi, go. 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 Cứ nó go, cái nó go. Các em, một mình chị mà chị bài sao đây? Chị còn nước uống không? Chị bà tùm lum tới lỡ vậy sao đây chị? Nó một mình chị bà 3-4 túi đồ ăn vậy đó, thấy chưa? Thấy không? Sao mà nằm về thải cái gối ra đây? Sư phụ biểu nằm kê cái gối lên, nằm cái đầu cho nó cao cho khôn biết không? Kê gối lên vậy đó biết không? Nằm trước coi.